Em nói nước người ta cho rồi chút đỉnh rồi xài nhúng dính rồi đó con. Còn dạ. Như dội cầu rồi dội nước sông không ạ? Tụi con á hôm nay là vô hỗ trợ nhưng mà nó không thể nào mà nó phỉ hết được, bởi vì một đoàn xe nó vô là chỉ có 3-4 chiếc. Ông nói à, mai là con mình mất đi mấy tháng nay đi chẳng vậy. Con mình đang mất vậy không biết làm sao, nước nó không biết làm sao. Trời ơi, cô nói cô không. Chia sẻ cô khóc luôn rồi cả nhà, thương quá. Xài á thì vô trách gì dồn vô trong cái hồ mà nhà nước ta cho đó. Vô bơm ra mình xài á, trời ơi vô cơm cái nước đầu gì lấy rửa chén. Rửa chén xong rồi cái bắt đầu cái giờ mình rửa lại chán lại nước sau đó nó sạch sẽ. Còn đất cơ giặt đồ nói thiệt với con á là kinh tế mình nó eo hẹp, nước không có làm sao giặt xà bông nhiều. Nghe đồ gì gì đồ bông qua gì nhồi vậy mồ hôi không giặt đó, nói thiệt với con thương vậy đó. Chứ rồi mình giặt xà bông nó xả nhiều nước đó. Kinh tế nó như vậy còn đồ gì rửa dao cải vậy nè, rửa đít vậy nè. À, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang ở đường Đê Bao Rạch Đập, tổ 1, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Vũ, tỉnh Long An. Và hôm nay có đoàn của chú Tám ở Sài Gòn xuống cho nước với lại cái đoàn của chị Thấm cho nước. Thì giờ xe chú Tám thì xuống xuống đậu ở đây nè để đợi chị Thấm xuống và xíu nữa thì sẽ cho bà con lấy cô chú chị. Hiện tại thì xe của chú Tám đang xuống thì bà con lại quá trời luôn cô chú chị ơi. Bà con lại quá giờ phải cho giờ sao giờ? Thôi giờ cho luôn đi chứ gì sao? Thôi bà con lại cho hết luôn đi. Cho hết luôn đi. Người ai cả cho luôn mình. Giờ khi chị xe của chú Tám đậu lại đây đi, nhà bà con lại quá trời luôn cô chú chị. Khi mà đậu xuống uống cà phê đó, bên anh chủ quán xin đưa hai ca chào bà con lại. Nếu mà trong kia thì cần thì ngày mai mình anh đợi trong kia luôn mình vô luôn. Không chút uống cà phê đi, chút chú hỗ trợ con chở một chuyến hai chuyến vô, bị gì sợ cái cầu yếu quá bên chị Thấm lên cầu đó. Cầu đó đây 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 cầu này nè. Tính xe này là mình đem vô trong á cô chú chị. Tính xe này đem vô trong bây giờ. Bây giờ ta lấy hết rồi. Khi mình đợi nãy giờ thì đoàn xe của anh Thạnh với chị Thấm tới nè cô chú chị. Sẽ đi theo anh đi vào bên trong cái bãi đất của cái gì. Ba trăm bình nước lọc này nước lọc là... với lại cái nước tinh khiết đó là bao nhiêu anh Thạnh? Bảy khối phải không? Không, cái này lấy vỏ bình á đổi chị. Mình có vỏ bình mình đổi. Bà con nào có vỏ bình thì đổi, còn không có thì tặng, nhưng mà có thì cho đổi đi đặng đem nữa, còn chuyển xuống nữa. Có đấu đúng chị. Để còn đem lên nữa. Để xíu đi, để anh Hồng anh lại đi rồi quyết định là cho một bình hay hai bình. Dạ dạ, đợi em xíu ha. Dạ thì cái nước hôm nay gửi cho bà con đó là dì Sáu ở phường 3 thành phố Sa Đéc gửi 50 bình nước khoáng. Công ty Minh Long sản xuất bình gửi 200 bình nước khoáng. Công ty Phúc An cấp nước lọc 50 bình nước khoáng. Tổng cộng là 300 bình. Em Bảo được ủng hộ 7 phố nước. Nói còn vợ chồng của chị Thấm với lại anh Thạnh thì với cậu Bảy là hỗ trợ xe cô chú anh chị.
Giờ bà con ra rồi, giờ đợi anh Hồng lại cái. Sao hôm nay khỏe không? Có nước đủ xài không? Không thiếu. À. Nước vô nhiều không mà thiếu? Dạ, con có tay sách không đủ. Sách không đủ hả? À, là do cái tay vậy là sách không đủ không? Dạ. À, tội nghiệp quá ha. Bên đi chút nữa, một chút xíu nữa là ấy con đưa nữa. Cho còn dư nữa con cho nữa. Rồi. Chị Tám ơi, coi kiểm đi. Rồi. Để đâu rồi? Một chút xíu nữa nó còn dư thì tụi con sẽ cho nữa. Giờ mình chia ra đi. Rồi chút xíu nữa đi, còn dư nữa lại lấy. Bởi vì chừa cho mấy người ở xa chút ơi, bị nhường nhịn nhau chút đi. Chứ tụi con cũng muốn cho hết chứ để làm gì. Nè con lấy đi. Nè thùng lấy đi. Hai bình đổi. Dạ rồi, anh Phú cho hai bình con nha. Rồi, dục vỏ vô đi lượm hai bình đi vậy. Hả? Rồi lấy đi. Rồi. Đây nè, còn cái vỏ nè. Nè. Rồi lấy hai bình đi chút xíu nữa còn dư phát tiếp. Đưa vỏ rồi. Lấy vỏ lại đi. Trời ơi, đó hai tay thôi. Bây giờ chị lại chị kiểm đi chứ mình em sao em đâu quản lý vậy, hai chị lại coi đi. Bây giờ đợi đi chút xíu đi rồi anh Thạnh nào vô đi. Chứ giờ bà con lụm lộn xộn mà sao kiểm được? Lộn xộn chưa hết được kiểm. Cho nhưng mà từ từ đi, để hết cái này rồi anh chủ anh vô đi. Chứ bà con làm lộn xộn á, mốt con không đem chỗ khác luôn, con không đem lại đây đâu. Rồi anh hai vỏ bình lại lấy đi. Lấy hai bình đi. Rồi anh ôm hai bình đi. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm, chút nữa phát dư tụi con sẽ phát lại thêm một quận nữa. Bà con yên tâm. Rồi cưng lại cưng lụm mấy cái gió bình nha, cưng bỏ lên xe giùm anh đi. Đây này nè, ngó gió bình này nè, cưng lại nè, đây dưới đây nè, dục xe đi, từ từ chút. Không, bây giờ ở anh em ở đội đó tới xa lắm, người ta tập trung thôi chứ giờ không có đủ sức để mà phân chia từ nhà chú ơi, thông cảm cho con.
còn xe đang vô. Không, ở đây thôi. Dạ. Dạ, ở đây thôi. Còn cái này là trên đây là nước uống luôn á. Giờ cô bác nào có lấy thùng lại là xả tự nhiên. Xả luôn. Nước đó nước uống luôn á cô. Nước uống luôn. Xả. Rồi, lấy đồ ra đi. Bà con bơm nước cho bà con, bây giờ tới tôi hết mà tôi bơm nước cho tôi uống. Nói sao mà không vừa cho lại cho chú không biết à. Dạ, đây nè chú, sau lưng nè chú ơi. Chiều nay nhà văn hóa nó cho 3 giờ tới 4 giờ thì trong thời gian xe di chuyển là không có chính xác giờ được. Rồi sáng ngày được tắm luôn. Rồi đem lại đằng kia trở về nước không đi. Rồi về có ai lấy là kêu lại lấy nước hay vậy? Vậy ơi. Bây giờ nước xài cứ lại lấy thoải mái, nước xài nè, lại lấy thoải mái. Muốn đem nhiêu bình lại đó đem. Chỗ này cái bãi nó rộng. Chỗ này nó bãi nó rộng. Tụi con là không có đủ sức mà để đi cho từ nhà. Bởi vì bữa đi cho từ nhà tụi con đi tới 12 giờ á, nó mệt dữ lắm luôn, phải vác vô luôn tới nhà nữa. Tụi con đâu có đủ sức đâu mà để đi cho từ nhà. Dạ, nó đông đông lắm sao mà không có làm sể. Con nói thiệt á bà con á, con làm bên Tân Tập á, giờ bà con hướng trên Tây á, cầu cứu con về đây. Con chạy ngoài nắng tối ngày luôn á. Đó, chú nãy nói là bơm cho bà con đi chút nữa hết là ổng lấy nước sông cũng xài nè. Vậy mà cũng thấy chừa cho ổng chứ ai mà lỡ nào mà lấy hết không biết à. bảy khối nước lận nước bồn này là 7 khối lận. Ông tắm dưới kinh không cũng kêu ổng bằng ông à. Dám kêu ổng bằng thằng cọp không? Nó không ra nước chứ không phải nó bể, nó không có bể. Rồi mình dán cái lồng miễn phí để ta bán vé ta bom cho không ai dán không cái bồn á thì bây giờ á, nếu mà bà con xài thì phải để giữ miễn phí, nước miễn phí đó người ta mới biết chứ. À, thì giờ bà con lấy cái xe thứ hai sắp hết là được túi tiền. Giờ bà con ai lấy nước xài là lấy nước xài luôn ha.
Nước xài nhiều lắm. Nước bộ quá. Thì hôm nay xuống là mới chết được phải không? Đứng ngay làm con. Tốt, còn nếu không được thì chỉ cho nước khấu tới em cũng được á, cho tới đây rồi đổ vô cho bà con lại thôi. Nè cô chú, cô chú chị xem này, giờ trưởng ống nào. Con cũng ủng hộ là có gì xấu thì cũng cho là được 50 bình. Rồi công ty sản xuất bình nè, Thanh Long thì cho được 200 bình. Rồi công ty mà làm nước này nè, Phúc An cho được 50 bình đó. Rồi còn em Bảo thì cho được 7 hũ nước. Nói chung bảo chuyện bây giờ là địa phương hơi khó khăn nước nào đó, được bà con nhiều mạnh thường quân tới ủng hộ dữ lắm, địa phương cũng sang nặng ghi nhận trong ơn của bà con đó, để chứng tỏ cho địa phương. Qua chỗ bên chùa gì đó cho tôi 400 can đó, cho luôn không luôn, là vô cho bà con dân để lấy cái can này về ta đi chở nước. Không thì ai có bệnh thì đổi, còn không có thì mình cho luôn phải không? Dạ, mình cho luôn, tặng lên rồi. Có bệnh tặng nữa, tiếng sau mình còn đi, mình còn vô nước mình còn đi nữa mà. Nếu mà không có điều kiện thì bên đây cho luôn, còn có điều kiện thì mình cứ đem ra mình đổi để tạo điều kiện cho anh em còn đi nữa. Rồi, con cứ lấy đi, không có bệnh thì con cứ lấy xài, không sao hết. Nhưng mà ai có bệnh thì... Nên đổi vỏ. Tạo điều kiện để cho anh em còn đi chuyến sau nữa. Đổi tiếp. Có vỏ là con không là sao vô, đổi chứ được. Ông già chiến đấu, ông già chiến đấu, xin nổi ông chú. Thấy ông chưa không? Ôm cho ông chú hai bình, mượn hai bình trả liền, mượn hai bình trả liền. Ở sau xe còn nó kẹt. À, chú Tám, cháu không dán cái bình lại cho ông ngủ luôn. Sáng chú Tám xuống 50 bình cho em cho ở ngoài đầu đường, cái bà con lại cái cho luôn, trong vòng chưa được 5 hút nữa bình này nè, giờ cho luôn bình luôn, chưa được 5 hút là xong luôn. Có bệnh không? Có bệnh không? Lấy ra rồi. Không có gì hết hả? Hứng rồi, xin cho nước, giờ con chưa xin gì luôn nữa. Chưa có bệnh gì luôn hết á. Từ hồi cho tới nay là chưa được gì hết hả? Chưa có giọt nước nào hết. Rồi giờ bình không, giờ tặng cho không có, giờ tặng cho ông bình. Giờ chạy về á, đổ ra đi, về đem lại, lấy cái bình đó đem lại, là lấy thêm bình á. Vậy lấy cái xô cái gì đó này, nước uống mà. Nước uống mà, đi tới cho chị. Thông cảm cho Hiếu đi chú ơi.
Bắt đầu vô xe tiếp nè cô chú chị. À, hôm nay chị lên đây đó, chị thấy bà con này vậy thì sao? Dạ, thấy cũng vui á. Dạ, dạ. Cũng góp được chút ít nào cho bà con ha. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều luôn. Dạ, dạ. Ở nhà nó học bài chuẩn bị nó ôn thi mà, nó đâu có biết đâu. Rồi nãy giờ lấy được mấy bình rồi? Lấy cho nó đó, bé. Nó vô nhà này. Bữa anh có vô anh gửi cho bình mà không có thấy cưng, chắc đi làm gì. Em đi làm. Thì có nhận được không? À, có. Mẹ mà đưa lại sao không lấy bình ra không chị? Em nãy em xách mấy thùng vô đủ cho em xài thôi, còn để người ta đi chứ ai đâu. Ủa giờ còn cái cô gì mà bữa mà xách xô xách chậu đồ ra đâu sao bà không ra lấy ta? Nay đi học phụ huynh cho nó đó, con bé con ở nhà nãy nó đổi nhỏ đó, hết đổi rồi. Sao hết nổi? Ơi mà yêu quá chứ hôm qua em bệnh đi phụ gan, em còn gặp phụ bả. Này giống con gái cô đó ta. Dễ nào. Cô cái cô dâu đó. Dâu bả. Dâu hả? Giờ cưng ra cưng lấy đó hả? Dạ, hôm qua cũng có cho nước xài á, rồi bả sẽ không hỏi nó thôi, em nói thôi để ra phụ cho chứ bà cũng bệnh hoài yếu đó. Rồi gán ra sách phụ bả vô. Thì nãy giờ cưng sách chưa? Em có lấy miếng nào đâu, em ngủ sáng giờ mới dậy nè, hôm qua xách nước rồi cái vết thương em đau lại á. Em bị gì mà vết thương đau? Bữa em mổ một chọt với liệm các chỉ, rồi bác sĩ dặn làm nặng quá, hôm qua ham quá không có nước xài. Rồi, coi gà, lôi cái bình nè. Đó, giờ không nổi nữa, bữa em uống gan lôi vậy đó. Sao cho xuống cho được hai một bình nước rồi em sắp không nổi cũng lôi tay tay vậy đó mà bà đi ra em chụp. Hôm qua thấy em vô cho nước vậy nè, cũng mượn ra sách cũ nè, nó làm nổi sách cho. Có ông chồng nhà thì hiếp ổng làm phụ ổng. Đâu vậy? Tôi mấy xong đó. Tôi ở dưới đó, hả? Ờ, bữa không giống gì đâu, bà nó đó, bà ổng con. À, là dãy nhà này phải không? Bữa em có gửi cho bình rồi mà. Có cho bình rồi, đựng nước uống, để đựng nước uống. Bữa cho nước lọc, nước suối uống á. Bữa em có đem vô nhà em cho hai cái bình đó. Hai cái bình đó để chứa nước lọc uống. À. Nước khoáng uống. Nó để dành uống cây đó là. Đâu dám đổ ra. Đâu dám đổ ra để dành ăn chứa nước bình. Vợ chồng đâu mà lo cái bình sạch đi. Đâu biết làm hả? Lo cái bình sạch. Thấy bà con thấy cực khổ được chứ. Rồi, ở cái thùng bê nó bể, ăn bể mỏi đâu cái thứ gì. Bây giờ có một anh Thành ở trên Bình Dương á, cũng gửi cho Phú là mua 50 cái bình cho bà con, mà giờ em nó đi rồi nó chưa có về. Bây giờ thành ra giờ hai anh em mới đi chở được. À, cái chú đó nãy giờ chưa có luôn hả? Ờ ơi, cái bình giờ cái miệng đâu cũng tiêu luôn hả? Quay kinh chảy luôn. Để nó cơm ăn được rồi. Có mình chị à hả? Không còn què nữa, không nó mù. Thầy chốt cái vô sách tiếp tục. Bỏ nó nặng. Hai chị em. Nãy giờ chị lấy nước lọc chưa? Thì không ấy sách vô đổ vô đi ra sách tiếp. Ờ cái bình mất luôn cái bình có 20 lít mà. 20 lít. Mình mất luôn cái miệng luôn. Ờ tội nghiệp quá trời. Rồi nào lắp dung ấy không có đẩy tầm bậy được. Thấy tội nghiệp quá trời ha. Xin lắp này đẩy qua cái con mình cho được. Rồi nào dung ấy chứ không kêu xin lắp thì tại. Rồi bậy cho tệ nhau à. Chạy xe tới trước đi, Rồi hai này nè, chỗ xe ta đi nè, đủ mà đóng người ta hay gì á. Chạy vô luôn đi. Chạy xe ta qua lại nè, đậu đó. Chạy vô.
Chắc xe là dục kinh à. Nó chuyện nó không được. Bà Thảo mới sao là nổi tiếng luôn bà Thảo ơi. Gì đâu chỗ đường tôi qua lại mình. Đây là quản lý bến bãi này mà. Ngày này tôi vô ủy ban cho tôi đề nghị xong rồi tôi cung cấp cho anh cây được không? Hả? Mặc bộ đồ có lịch sự đồng bạn qua đâu chứ tào lão không được. À, nước lọc à, có chỉ có bình không, chỉ có bình đem vỏ bình này nè đem lại đổi cái bình đem lại đi, đem lại đi ôm về nhà nữa đổ ra là lấy cái nữa rồi thôi, cho con này đi, cho con này đi. Mà đổi bình tốt chứ đi. Đổi bình thường tốt còn đi nữa. Cho con này hai bình đi chú ơi. Quá trời. Rồi chú vô ôm đi. Chú từ, để tôi vô tôi nắm tay, đụng nắm tay chị Du tôi cái tôi chết luôn à. Quá trời quá đất rồi. Giờ leo lên xe gì hết nổi luôn rồi đó. Trời ơi, chú coi kìa, À đúng rồi, lên vô chút mình đi. Kì mũi nhảy đi sống luôn rồi. Nặng lắm, mình nữa nặng lắm. Có khiên nữa. Chú này á là cũng đem bình xuống sáng cho sáng. Rồi xe trống em mới nhờ chú là chỉ vô phụ. Cũng là mạnh thường quân luôn ở Sài Gòn. Đi chiến nữa hết á. Dạ, còn chiến nữa chú. Chiến nữa chắc nửa xe. Rồi. Quá trời rồi, quá trời rồi. Quá rồi. Ai có được đỡ chú. Còn một xe. Cái này mà nhớ giống cái cảnh hồi xưa. Quên xe chở mình nước về anh ơi. Quên xe chở về anh ơi. Nó có bao nhiêu người đó mà lấy dồn cho nó. Chú lấy hai bình của chú đi. Chú. Chú lấy hai bình vô đi. Rồi nha, nhận hàng nha. Mấy cô ơi, mỗi người một hai bình thôi, còn nhiều người mà. Con gái mấy cô có nhiều người đấy. Rồi ở con cụ rồi chú chị. Con cụ rồi đi theo. Bây giờ chạy vô trong kia luôn đi. Chứ ở đây bà con nãy giờ lấy có thể người lấy 5 bình luôn đó anh.
Chị mới chạy đây đâu? Rồi bây giờ mấy giờ chị gọi cho anh Thạnh nó đậu ngoài đầu đường đi. Hả? Mình hiện tại còn bao nhiêu bình anh? Dạ. Mình hiện tại còn bao nhiêu bình anh Thành? Ở ngoài chắc còn cả 40-50 bình quá. 50 bình không có bảy. Sao bao nhiêu bình vậy ở đây? Ở đây đầy hai mấy bình nữa đó. 100 bình. Bây giờ bà con đây người ta lấy là người 3-4 bình luôn rồi. Giờ... Bây giờ là sao? Bây giờ ngưng hay sao? Ngưng ở đây hay bây sao? Giờ đem chỗ khác cho đi. 20-30 bình. Không cho là tiệm này nữa, mình đi tiệm khác đi, chỗ đây nhiều bây lắm giờ, rồi. Đi lên bây giờ. Mà đi lên trên đó hoặc đi lên tiệm khác. Đi cho anh Phú dẫn đi. Rồi giờ quay xe em chạy lên cái đầu đường Cathy qua đó. Rồi bây giờ ở đây đủ thôi chứ mình cho nhiều quá. Em biết không? Em biết cái điểm hôm qua là hôm qua rồi, là mình cho nước bình nha. Nhưng mà giờ ở ngoài xe còn bao nhiêu bình nữa? 50 bình. Cái xe dạ. Cứu gia nữa là hết á. Giờ lấy xe em ra lấy một xe nữa đi qua điểm khác, điểm này đủ rồi. Đủ rồi. Giờ mình lấy xe đó ra mình bơm nước kia luôn. Giờ tập hợp ra bơm nước kia qua điểm khác luôn. Mấy cái bình 30 lít mình còn thấy lên xe không? Đó thấy chút đỉnh là thấy gì bà con mu quá trời lặng hết lợ. Chị hiền quá. Chị gì mà hiền? Xã đi làm từ thiện thì phải hiền chứ. Không phải, chị không có kiểm được luôn. Đứng giờ không à. Ra ngoài đó đi rồi mình đi điểm khác, mình tính điểm khác. Bây giờ thuốc. Đâu? Thằng này không? Là tài xế hay đó hả chú? Bây giờ cho về vô vài trong đây. Bây giờ hôm nay là lên đây là mấy lần rồi em chưa có gặp anh. Em hả? Em mà đi hỗ trợ tinh thần mấy chiếc trước, còn chiếc này em đi. Đi trực tiếp không? Rồi đi trực tiếp luôn. Rồi bây giờ anh vô đây anh thấy bà con đây, giờ cảm giác của anh là nó sao? Rồi thấy thì nó cũng thì mình có gì mình giúp đấy anh ơi. Rồi cũng cảm ơn anh rất là nhiều luôn ha. Người có của, người có công ở đây. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Rồi. Ở đây con bảy cũng có công nhiều lắm. Thôi cảm ơn cậu rất là nhiều luôn. Rồi, cũng, người góp công, người góp sức mà xuống hỗ trợ nước cho anh em. Hỗ trợ xe, rồi công lên để giúp cho bà con ngừng vụ của bà con. Rồi. Dạ, cảm ơn cậu rất là nhiều luôn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi. Thì lần này là chú vô nước sẵn. Vô nước sẵn rồi cho bà con người can, 2 can, 2 can, 3 can nữa. Con chào cô Tư. Điện thoại hoài không bắt máy. Trời ơi, cô mắc đi chơi công chuyện rồi. Dâu cô bắt máy vừa nói hỏi có bà nội nhà nó thôi con để cho chú nói luôn rồi sao con nói mẹ mất đi công chuyện trời ơi hồi nãy thấy ngồi uống cà phê tôi nói trời giống chú Phú thành nó đó chứ ai uống cà phê đâu em uống đâu ra trên đầu đường kìa. Không có giờ xe nó tới đâu chưa xe vô tới rồi trời đất ơi bây giờ con hỏi con nè ở đây giờ có cái hộ nào mà neo đơn mà ta đi lấy nước không được không? Có một cái ông anh, ổng vô là ổng cho một nhà vậy là một khối. Một khối. Xe ba gác á. Sao không vô được? Đường xe ba gác vô mới được. Như em chỉ Út Bảo tôi hùng rồi Tuốt Ngoại làm sao vô được. Làm sao vô? Rồi không ấy là cái điểm nào thì người ta ra ta lấy. Thì có nước có điểm. Cái đó đó. Đó, ngay cái 2 cây cục điện đôi đó, giờ chổng ta chạy ra. Bây giờ là chút xíu nữa, ảnh vô tới liền giờ nè, giờ lấy số điện thoại ở đây đi, thí dụ giúp người ta được thì giúp. Là ý là cho người ta nguyên khối phải không? Dạ, một nhà một khối luôn. Nhà khối. Dạ. Bây giờ bị lúc vào chổng rồi, nó tuốt mấy xong cái lần em ơi, mấy xong cái giáp danh phút lại á. Nhưng mà bao nhiêu khối? Cho một nhà một khối. Cho một nhà một khối. Đây, ảnh là đồ tới nè. Bây giờ coi bà con nào mà không có điều kiện để đi lấy á thì anh chị này sẽ cho một nhà một khối. Gặp đường con này giờ mới chết rồi. Con nha. Chà. Phải có Ê cảnh mình bơm vô đây giờ kêu mấy ổng chở được không? Bây giờ bơm mà không có ông bơm rồi, bị xe này phải như xe quân đội thì có, mà xe này không có ông bơm. Có bơm ống mà. Xe quân đội để vô ào. Không, con nói với chú nha. Xe quân đội vô bơm cái rồi kêu mạnh ai nấy múc. Vậy đó. Con này nên thôi vào thấy. Về ngoài kêu vô đây nè, kêu. Nè. Bây giờ xe của chú Tám đã tới rồi cô chú anh chị. Dạ, chú Tám gọi mình hôm qua xuống đem nước xuống cho bà con ở đây nè.
Dạ con chào chú Tám. À đây à, đây đây, đây giúp bà con tại giờ lấy luôn à. Để vào đầu chỗ luôn luôn á. Dạ dạ. Để chỗ luôn nè. Dạ. Chạy cực lắm. Bây giờ chú bữa nay là chú đem xuống bao nhiêu bình? 45 thùng đó. 45 thùng bây giờ chú dự tính là cho giờ một hộ là 2 thùng đi. 2 thùng không? Ừ. Rồi, rồi, rồi. Là nhờ con sắp xếp sạc sắp xếp. Dạ dạ. Đấy không? Dạ. Rồi ngày mai nữa là chú đi khoảng chè lớn hơn chắc 6 mấy 7 thùng. Dạ dạ dạ. Rồi cũng liên hệ với con dẫn chỗ nào đi dẫn. Dạ dạ. Ha? Dạ dạ. Rồi rồi. Đây là cái điểm cấp nước sạch miễn phí này cô chú chị. Chú. Dạ dạ, dạ ừ. Cảm ơn chú. Cái này là tặng ca luôn. Ủa em trai này hôm nay sao không thấy ta? Dạ, hôm nay đi làm. Đi làm bữa nay mới nghỉ hả? Dạ. Rồi thôi giờ có người nào nhận người đó đi. Anh hai kênh. Giờ chút nữa anh dạ, xong rồi anh bài, anh chuyển cho người ta. Nước này là nước thủy cục luôn nha. Dạ, dạ. Nước sạch ở trà nhà trai đúng không? Dạ. Có canh sẵn, có canh sẵn ra dạ, người hai canh hả? Lấy ra khẩu lấy canh, người được hai canh hả? Tại vì ít quá. Xe này có tấn rưỡi mình chở nhiều đâu có được. Cái tiền nước này nó ít, mở cái tiền canh thì nó nhiều. Con bữa người ta gửi con có mấy lần chú coi clip con là đi mua canh cho người ta nữa đó. Dạ thì người ta gửi tiền đó là mua canh là 38.000 một canh. Cái này là chú mua chị chở là canh. Dạ, dạ, lấy đi. Bà đi làm công nhân á, bà không có nhà. Ở đây đó là dân giàu lắm, vàng đeo đầy gỗ mà nước không có. Nước không có. Vàng về lấy vàng đổi nước. Vàng đổi nước. Giờ nước đổi đâu có được đâu. Người hai can à? Người hai can hả? Dạ. Lấy luôn can nha. Hả? Cho luôn can hả? Dạ. À. Có lý ta. Người hai can nữa không? Người hai can. Rồi hai can tôi đi. Anh đứng nó cũng được đó mà anh đứng anh sách phụ. Rồi nếu mà anh cứ lấy giùm đi. Cứ lấy giùm đi. Dạ, dạ. Rồi của anh lấy chưa? Phần của anh lấy chưa? Đó, lấy đó. Đi. À đó là con anh đó hả? Con thiết nữa. Con hai cả anh Phúc. Hai nè. Dạ. Đó, gặp hoài cô gặp hoài. Dạ, em để đây được không? Ở đâu? Ở nè, trời ơi sợ quá. Em ai cần thiết nữa lấy nữa. Xuống nữa. Cái gì chứ cái này cần thiết anh ơi, cái này là cái bánh trái không cần thiết chứ cái này là cần thiết. Dạ, trả về cho bà nội luôn nè. À. Dạ, cái này là của con. Con với bà nội. Rồi là 4 thùng. Vậy là tụi hai cùng với. À 4 thùng rồi chị chia nhau xài. Để canh xài luôn nha. À, để canh luôn á. Giữ canh nha, đặng ta xuống rồi mình đổi canh lại. À, không cho luôn, cho luôn. Cảm ơn mừng quá. Cho luôn. Giờ cứu cô Tư đâu? Có em là có đúng rồi. Tư có chưa? Để cho bà con này, để cho bà con chẳng đi. Có hứng nhau. Dạ, dạ. Dạ, cô Tư cảm ơn anh. Dạ, không có gì con. Không có gì con. Thôi, không có hung rồi á. Bữa nữ không được, nam không có hung rồi. Đang quay, vợ tôi thấy chết á. Xe của anh Thạnh tới rồi cô chú chị. Được, mượn mình chở đem lại được, được. Dạ dạ khác lắm. Dạ khác nhiều lắm luôn. Lại mượn mình chở đem mình ra cũng được nè. Rồi. Cái bà cô này là sách nước xong mà dỗ vòng cầu xuống cái tay đó. Dạ, dạ. Nổi tiếng lắm á. Cái này giờ anh đẩy vô anh ôm đi, em đem đổ vô trả vô mình lại. À, bây giờ cái này nước uống nước có chưa bình. Đây, bà con nào có bình thì rồi rồi đổi còn không có gì. Còn một xe nữa gần 100 bình, trăm mấy rồi bình cho 3 bình đi, bởi vì trong khu vực này cũng ít. Không
có bệnh sao đổi à? Không có bệnh sao đổi? Không có bệnh vô đổ vậy? Nhưng mà anh sát bên mà anh vô anh đổ, à, vô cái đổ vô luôn. Anh đổ cái chỗ nào uống á? Tại vì về nữa tôi còn đóng nữa. Dạ 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 dạ. Nửa ba bình. Rồi. Bà con đây thì trật tự lắm, cho nhiêu lấy nhiêu à. Rồi chở xe cho em xin lại vô bình nha. Dạ. Ừ, ba bình thì cứ lấy đi. Đó, còn hồi còn còn xe nữa. Còn xe cỡ 40 bình nữa đó. Dạ tôi mắc vô cái tôi dắt quần đi rồi 500 dán vô là hết à. Bây giờ ông này chắc bông ngân à cô ơi. Chắc bông ngân à. Bây giờ đã cho tôi chụp hình rồi. Chụp hình rồi hả? Giờ sao không đi băng? Giải chân luôn hả? Bây giờ bù thêm cho mình nước nữa nha. Ở đâu coi đây có bù cho. Nè. Đó cũng chính quyền á, chính quyền nè, chính quyền cho đó giờ tôi chạy ra. Ngon quá chạy phải không? Nói tôi nghe thì chạy ra dắt gãi tôi. Ở đây thì mấy đâu cô lấy quyền ngân dài động mạnh quân ở đây. Không bà giá bùa nữa. Là cô thấy xe nước là gấp quá sợ để nước nha. Đã chính quyền nè, mà chính quyền ông mấy ông này nè. Cô mới chạy ra đó. À. Cô nghe luôn nôn quá vậy. Ừ. Giờ mình chạy giỏi quá không? Mới giờ cho. Dạ cảm ơn anh. Rồi để con trả lời cho nó. Đang có đoàn tặng nước khác luôn chú anh chị. Đây là cũng có một cái chiếc xe là vô cũng tặng nước mà giờ bà con lại lấy chú chị ở trong khu vực của đường Cati này á, nó bọc qua đường D bao á thì bà con thiếu nước rất là nghiêm trọng luôn. Đây là xe mình ở đâu anh trai? Xe này á. À? À. Mình lên hỗ trợ lâu chưa? Thấy bà con đây thiếu nước quá, cũng lên hỗ trợ à. Vậy là nếu mà vậy là anh có coi kênh của em rồi. Trong đây là anh yêu đây anh hỗ trợ anh biết trong đây là anh có coi kênh em Phú Long An á. Ông xe anh này ngày nào cũng đi tiếng đường này. Ngày nào cũng đi hết hả? Ừ, ngày nào cũng đi hết. Không mà tôi đi tôi không chưa gặp anh mà nay mới gặp anh à. Đâu bên kia ngày nào cũng có chiều tăng bo rồi 2-3 tiếng luôn á. Cũng cũng nhờ nhiều anh em tới đây hỗ trợ để cho bà con lại dặn phá ba đi leo lên trên đó. Ở đây là chú đầu tư máy bơm luôn. Máy bơm nhà luôn, bơm luôn. Dạ. Cho mau. Dạ đây là dưới mấy anh em dưới Tân An lên cô chú chị. Thiếu nước nhiều không chú? Thiếu nhiều. Hôm nay xe vô mà cũng không đủ sức luôn hả? Thì chở có chở là dai thì có chở. À, có chở có xài, còn không có chở là không có xài. Bây giờ anh dư vàng em thiếu vàng nè, cho nên em thiếu vàng dữ lắm luôn. Cho vàng. Cứ xếp từ từ đi rồi coi lấy cho. Mọi người đều có mà không sao hết á. Quá trời nha bà con chạy ra coi chú chị. Mấy bình đây, 2, 3, 7 cái bình. Để chút nữa vô nước vậy để vậy xách về luôn á hả? Dạ vậy quải lên xong rồi xách về luôn à. Được không? người trong này thì có 2 cam đi trước đi. Không lỗi. Từ từ đi, sắp bài đi. Đừng nôn nóc, ai cũng có bận mà đừng nôn nóc. Bây giờ bà con lại đông quá rồi cô chú chị trong đường cách. Đó giờ bà con bơm 2 giòi luôn cô chú chị. Cái canh vàng không ôm á. Ừ canh vàng không ôm vừa lắm. Chị biết được chứ. Mở nắp kia. Biết được xa mà.
con chở mà sao chậm lắm được. Cái nắp bỏ túi không? Cái hồi con sâu có nắp à? Xe rùa nước mà ca chú. Để xe rùa nước mà ca. Chú ca con nghe bả đi. Ở bên tôi thì đường nhỏ nhỏ không à, đường lớn quá xe tải chạy không nổi. Chạy đi hết chị đúng. Ông thôi giờ chú Tám cũng thương con hết mình luôn. Vô trong uống nước chú. Chú con nước con nước trong ngủ. Chị giống cho điện thoại cháu. Nước trong em. Em, em uống uống nước không à, vô nghỉ chút đi. Về nước giống à, nước không à. Mỗi người hai bình giùm nha, tại vì người hai bình thôi. Chú Tám đem nước xuống cho giờ đi phụ em bây giờ. Giờ dên quá trời dên luôn à. Lực lượng ở ấp ba là phải bình quân một ngày nó phải tiêu thụ từ 500 khối trở lên tại 1000 mấy hộ dân á. Nếu mà nhà máy cung cấp lên thì bắt buộc nước của người dân nó thiếu hụt như vậy. Trước đây thì đâu có, qua cái thời nắng này nhà máy nước nó không có nước. Hiện tại không cung cấp được cho dân. Hiện tại thì em đem mạnh thường quân vô rất nhiều luôn, nhưng mà em thấy cái lượng nước mà ra đây nó thiếu rất là dữ luôn. Dạ đúng rồi, anh vô nhiêu là dân họ lấy hết đâu còn. Lập lại một thùng đi, người có hai thùng mà. Đâu? Sao mà ba thùng được? Bây giờ bà lập lại một thùng xong lại đi. Tôi hai thùng. Nè. Cho cô hai hai thùng đi. Từ từ mấy cô ơi. Từ từ ai cũng có phần. Bây giờ cái con nói con kia nè. Cái chân cô đã chạy gãy chân rồi, thôi về đi để con cô nó đẩy cho. Để chạy còn cái chân gãy thêm cái chân nữa thì lấy gì đi. Cái thùng xong tôi trở về rồi bây giờ lấy ba thùng đóng cho kìa. Cho cái thùng nó đi. Trời ơi, lâu lâu tôi mới có ở đây, bình thường tôi đi làm tôi đâu có xin được đâu, ba thùng này chở nó chở đi rồi. Cho bản thùng nó đi. À. Rồi thôi nè nhận đi. Rồi nhận đi. Thùng nữa đó. Nhận đi. Đấy là mới có thùng rồi nha, đây thùng nữa, đấy là có thùng rồi mày, nhỏ dục vô. Trời, vừa dính gì đây chú, chạy tuôn cỏ dính. Rồi đi. Quá trời. Giờ chưa nắng mà bà con lại lấy nước. Đây nè, em gái nè, đây nè. Rồi xong chưa, Để lại ngang lại á, để nằm ngang lại, hai bình nằm ngang lại á. Ừ, vậy đó. Tấn lên, đây, xây lên. Nói chung cái này nè. Rồi. Hồi nãy rồi bà con chưa có hai. Bà con chạy lên đó nè. từ từ chú ơi, bể không có uống à. Anh nói với bà con là có nước bình chở nước nước xài á, lấy cả 30 lít tỏi luôn. À, nước này nó là nước xài. Đây cháu nội của cô sau lưng, lại đây hai bình lại lên. Kìa cháu con kìa, phải không? Phải cháu con không? Lại lên vậy. Hả? Vậy giờ cô đem cái này sao cô đem về? Nó ra nó chở. Dạ. Để cháu ra chở với cô lớn tuổi rồi. Để xin cho ngoại cô một bình nữa đi. Hồi nãy có một bình đây. Hai bình đây. Tôi đi vô khu sâu vô nha. Rồi. Hai bình rồi đó. Đó, giờ bà con lại lấy nước là cô chú chị. Để
để xuống anh lấy giờ cho bác. Chạy chạy chiếc xe giùm ba thôi. Em á hả? Bà lấy được chân tao đây ba. Ê mình chân không dây đổi đổi ơi, mình nữa. Ôi, lấy mình chân không ơi, mình chân à. Đổi bà đổi vỏ ông ơi. À, qua cậu hả bác? Qua xem mấy cái nước chạy gì cái giạt cái cho nước, cái nước xài là nước mấy mà nó chạy cái giạt cái này nước xài chạy tuốt luôn đó, trả lời ông nội cho rồi rồi. Qua bên đầu cầu bánh. Dạ dạ dạ. Thì tôi qua bên dưới ai lấy bầu cho. Dạ dạ. Nè nước này nước xài nè. Rồi cho em bình nước đi. Cho dầm cái nước này rồi cứ vô đi. Rồi cái bình trắng này bác có đổi không? Bắt lấy. À lấy bình trắng lấy hai bình con. Cái này là nước nước xài chứ nó nước uống đó, nước tắm đó. Nước là nước nào? Nước uống, nước cái này là nước lọc đó bác ơi. Nước xài nè, coi này trong máy con ấy con xả nè, lấy. Rồi đổ ra đây lấy bình lại. Sách 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 con sách con sách đó sách trời anh ta nặng. Trời ơi ảnh cực thấy sợ luôn á. Rồi 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 xong chưa anh bác đổ nước ra đây lấy đưa cho con cái bình đó lại. Cái hai bình này là hai bình nước lọc, hai bình nước lọc dạ, nước uống á. Bị lần nào hả? Chưa có trận này quá trời sao. Nước nồi nhà không có nữa. Hồi đó giờ đâu có bị hả con? Không, như năm này cái vậy cái ông ngồi ông muốn khóc mà ông nói giờ gần thằng nhỏ mới mất mới có vài tháng. Con cô hả? Nhà cô con đông không? Năm người con bắt đi em phải chốt. Cái câu nói mà năm nay tôi 70 tuổi mà tôi mới thấy trường hợp này. Cô 72 rồi ông 74 ông nói dạ. Đó giờ mới thấy tình trạng như vậy chứ đó giờ chưa thấy. Cô nói mà cô muốn khóc luôn. Dạ. Hôm nay cô xài nước ở đâu? Nước người ta cho rồi chút đỉnh rồi xài nhúng dính nữa con. Còn dạ. Như dội cầu rồi dội nước sông không hả? Tụi con á hôm nay là vô hỗ trợ nhưng mà nó không thể nào mà nó phỉ hết được. Bởi vì một đoàn xe nó vô là chỉ có 3-4 chiếc. Ông nói à, mai là con mình mất đi mấy tháng nay đi chẳng vậy. Con mình đang mất vậy không biết làm sao, nước nôi không biết làm sao. Trời ơi, cô nói cô chia sẻ cô khóc luôn rồi cả nhà, thương quá. Thôi gắng vượt qua hạn hán này đi cô ơi, chắc khoảng tuần hai tuần nữa là mưa rồi. Gắng ha cô ha. Thôi cũng đừng buồn ha cô. Tụi con cũng gắng cố gắng hỗ trợ cho cô. Rồi con rớt nước mắt luôn rồi cô chị. Cô cũng đừng buồn, tụi con cố gắng hỗ trợ cho bà con này. Cô cũng cảm ơn tụi con, bây giờ biết nói sao. Dạ rồi. Cô, cái gì nó cũng từ từ tụi con hỗ trợ cho hết sức tụi con luôn. Là hôm nay là những cái nước mà của nhà nước với lại mạnh thường quân cho là mình không đủ xài hả cô? Không đủ con. Như cho chỗ đó đó, rồi giáp chị em giáp chia ra người chúng đỉnh vậy đó. Nó cho mấy cái thùng đó đó, rồi yeah. Chia ra người chúng đỉnh. Đó là có để cái bồn nước công cộng không? Không con, để cái thùng đó. Mình phải mình để vào một cái dán vô miếng chữ là nước miễn phí. Thì người ta đi ngang ta sẽ đổ vô đó cho bà con. Nhỏ cháu này đem thùng cho nó không có dán. Dán, rồi cô nghe lời con đi, cô lấy miếng giấy á, dán rồi ấy vô đó. Đánh về sắp vô xài. Dạ. Cái hôm này cô nghe xe tới cô cũng mừng đó. Giờ hồi xe tới cho Đà Nẵng mà cho có chút đỉnh rồi, chứ không có nhiều. Bị. Cô chật ở đây nè, cô kêu dâu cô chật ở đây cô có hồng đổi đâu. Lăng xin ở đây đăng sách vô nhà cho nó gần chút đó con. Tụi con cũng muốn cho hết luôn á, nhưng mà điều cái giờ á, cái lượng nước nó không có đủ. Nó thành ra tụi con cũng đành phải dòm thấy bà con mình buồn khóc như thế này đó con. Kìa xe tới. Giờ đây anh thì mắc màu chưa? Đây anh Thành ơi.
Bây giờ không có nước là cô buồn nhiều hơn hả? Thôi vô nghỉ chút xíu đi anh. Tôi nói thẳng qua. Mà hồi lúc mà nó mất mà đang có tình trạng như vậy nóng là sao nước nó nóng. Chị tắm xuống coi cô khóc luôn nè. Không có nước xài giờ cô khóc luôn à. Còn thì nước nó đâu có tình trạng vậy mà phải. Nhưng mà lúc nó bệnh mình như vậy cũng biết làm sao. Lúc nó bệnh đó là nước nó ngày cũng nhiều nước không không. Tại vì lao chùi giặt vũ rồi đó. Làm đám đó cô à. Rồi mà nó lúc đó thì có nước. Mà phải như tình trạng gì ông xã cô nói phải gặp như tình trạng còn khó nữa. Bây giờ cô ở trên xe mình là còn bao nhiêu bình anh Thành? Bây giờ ở ngoài thì còn được hai khối mấy nữa đang thả mà giờ là quầy xô nữa. Bây giờ là ông bây giờ cái dùng này là dùng sâu trong đây sâu nhất nè. Mà cô này giờ có nó chưa có ít xe không có xe vô tới đây nổi. Chị để đây dân ta ra lấy tiền. Thì anh ngồi đi. Tôi cố gắng hỗ trợ cho mấy cô mấy chú đây. Rồi, thì ở đây bây giờ không có nước xài khóc luôn rồi. Bây giờ xuống đi xe lấy đi rồi con quay ra con đi chở vô một xe nữa. Giờ đem thẳng vô đây luôn đi. Em vô thẳng vô đây mấy anh cứ chờ đi. Dạ dạ dạ. Chị vô đây ngồi cho mát vậy. Ủa bây giờ tụi con còn nhiêu là con tặng cho bà con nhiêu. Rồi có đợt sau nữa thì tụi con ưu tiên trong đây nhiều một chút. Cảm ơn tụi con bây giờ biết nói sao vậy. Dạ dạ dạ. Rồi bây giờ có đợt nữa thì tụi con ưu tiên trong đây nhiều một chút. Bây giờ ở đây còn nhiêu thì mình sẽ tặng cho bà con nhiêu, với lại anh Thạnh sẽ ra chở vô tặng riêng cho bà con. Cô chú chị nhờ bà con đây rất là khổ, cô khóc thấy tội quá trời. À, cũng mong các cô các chú á, mình khi mình đi trao nước á, mình ưu tiên những cái bà con ở phía trong bên trong cái đập đê bao Cati với lại đập đê bao xuống cầu chuồng, nó có cái đường ran á là nó sẽ bọc lên đây cô chú chị. À, giờ thấy bà con này thấy thương quá trời luôn, không có nước, cầm nước. Qua được không con? Ráng từ từ qua giùm chú nha. Bây giờ bà con sách xuống đổ vô những cái khuy này là có giống gì. Em nói cho chị nghe là ông chú đó đó, bữa đầu tiên á em bơm á là ông chú nhà kế bên á là em hứa cho một khối lâu lắm rồi, cái ông chạy qua là bơm cho ông 300 lít với một bình mà ông bả không chịu. Qua bữa sau nữa, một bữa nữa là ông ra ông cũng lấy như vậy nữa, nói bây giờ chú nhường cho bà con, ông cũng không chịu. Rồi nãy dành nữa. Dạ đúng rồi, trời, dành quá thì dành luôn. Anh Mạnh á, trong chia bà con còn thiếu lắm. Thôi con chia chú hai bình đi, để con còn trong chia, con chia mỗi người ít. Một hai đứng kéo xe lại mà ổng cãi xanh từ lửa khó thì ý ổng không à. Anh Mạnh tức quá, anh Mạnh leo lên xe, thôi đi luôn đi cho, không biết nói sao giờ nữa. Còn em thì ngồi trên xe thấy tội nghiệp thôi, thấy ổng già, thôi cho đại đi nơi theo ý ổng không nên ơi. Bởi vì á, em nói với chị nghe là ông chú đó là em bị mấy lần rồi. À, bây giờ bà con thì giờ nhượng ngưỡng ít ít, ổng không có chịu. Ổng cứ dành, chị nghĩ đi, cái phi này nè là em cho một lần một phi bự đó đó, một phi nhỏ và một thùng nữa mà ổng xách ra hàng ngày, ổng kêu là phải trông hết cho ổng, là ổng dành là cái nhà của người ta, ổng cho luôn á. Dạ nói chung nếu như ổng thấy ổng khó khăn thì bao nhiêu cho cũng được chứ không sao, mình đã có tâm mình cho bà con thì bao nhiêu cũng được, nhưng mà nếu cho ổng nhiều quá thì bà con trong đây đó như bà cô này thì không có miếng nào. Em hỏi rồi là có hai ông bà già thôi à, có hai ba già mà dành nước vậy đó. Vậy mình thiệt mình khó xử thiệt luôn á. Thì để chị đi trực tiếp đi, chị trải nghiệm như thấy cái khó của anh em mà đi giúp bà con. Vậy là hết rồi anh ha. Vận động thì nhờ Mạnh Thường Quân, con cháu xứ xa mà đem tới cho dân làng bá tánh gì là thiệt cũng rất quý đáng cảm ơn thiệt. Giờ cho ngoài mấy cái già cho ngoài đó đó. Rồi vì sách từ xô nhỏ này nè. Dạ. Xô bay lớn vậy già mình sách đâu có nổi đó, sách xô vậy. Thì bữa con có con có cho trong đây rồi con bữa là con đi ra ngoài. Rồi con thấy là em nó quay nó đưa lại cho con một khúc rồi con thấy cô. Thôi bây giờ rồi lát nữa có xe tới nữa cho vậy gì cũng cảm ơn giờ Mạnh Thường Quân và tụi con tại chợ chứ ai làm đây phải không? Ở trong đây là xe nó không có vô nhiều hả cô? Ừ, xe cũng có mấy cái khuy lớn con cháu đó. Rồi mình sách thì mình sách ít. Còn như nó thí dụ gì nói thiệt tình không là nó trong nhà nó có máy không tưa đó, nó rút vô được mình xách là
như xài cho cộng đồng vậy, nhưng mà cái hồ của nó chứa rồi mình cũng không dám xách nữa. Hồi qua gì đi ăn đám cưới bên cồng gà gì gì nói con ơi, giờ con bơm lợi cho mấy cái nồi dùng gì, đặng gì xách vô chứ cho vô cũng hồ người ta làm gì xách cũng khó khăn á. Rồi cái thằng đó ngưng máy liền, nó rút cho gì liền. Trời đó cơ gì cảm ơn quá trời luôn, cái thằng đó là chở chở như là nó chở ăn công mà nó con từ thiện nữa gì, 100 ngàn chuyến xe hà. Đó chở trên Phước Lại người ta cho xuống đó, là hồi qua là hai xe ngay chỗ ngõ ba có sao gì nói vậy đó. Vô cái hồ người ta nhiều, nó nói nhiêu đây cái hồ con bơm vô đó là không có đủ gì nói vậy, con dứt lại cho gì chứ lát gì đâu có đó. Rồi nó đem cho qua gì gì cảm ơn nó quá trời, rồi gì xách bà cháu thằng 11 tuổi với gì xách vô lần lần. Ngõ cháu thì nó đi đãi nhóm rồi, bị đãi đám cưới mà đâu có tiền nhiều, nó cho gì nhóm nấu cho có 270, 280 với 300 ngàn thôi chứ đâu có nhiều mà dán đi mừng đặng đám cưới. Ngõ này nó ở nó nuôi con nó rồi cái nước á, cái nước này, những cái miếng nước ngọt mà gì xách về đó à, sao rồi mình xài kiểu làm sao mình xài á, thì vô xách gì dồn vô trong cái hồ mà nhà nước ta cho đó, vô bơm ra mình xài á, trời ơi vô cơm cái nước đầu gì lấy gì rửa chén ha. Rửa chén xong rồi cái bắt đầu cái giờ mình rửa lại chén lại nước sau đó nó sạch sẽ. Còn đất cơ giặt đồ, nói thiệt với con á là kinh tế mình nó eo hẹp, nước không có làm sao giặt xà bông nhiều nè. Đồ gì đồ bông qua gì nhồi vậy gì, mùa hôi không giặt đó, nói thiệt với con thương vậy đó. Chứ rồi mình giặt xà bông nó xả nhiều nước đó, kinh tế nó như vậy. Còn đồ gì rửa dao cải vậy nè, rửa đít vậy nè, rồi đổ vô chơi xô rồi cái cầu mà bằng cháu nó bằng ngoài đút ống nhồi xong á, giờ mình dậu cho đỡ đó. Nhiều khi gì thấy tưới mấy cái bông hoa vậy đó, trời đất ơi tiết kiệm tới sợ luôn, chứ đâu phải mà như được có nước thoải mái đâu các con. Đó có sao gì nói vậy. Còn thí dụ cháu nó mà mua cá thịt gì mần cũng giữa gối ghém nước, đâu có dám mà xài căn bản như hồi xưa. Trời đất ơi mình dành dụm đã đời con ơi, keo eo hẹp lắm mần đã đời. Đi đại nhóm nấu vậy mà chả có 270, 280 ngàn mà đi là 3 giờ vậy đi đó. Đi thí dụ nhà tới 3-4 giờ chiều mới về đó mà có mấy trăm vậy phải dán đi bừa đó. Thì thành ra con nhỏ cháu nó đi đãi rồi gì ở nhà phải dán chèn công mà xách nước mà vậy nè. Dù nhữ thằng cháu cố nữa với thằng được 11 tuổi nó xách hồi qua phụ gì đó. Dạ ở đây nè cô chú chị, cái đường Cathy nó giáp nối với là cái đường Kinh Ba, đường bờ đê á, ngay chỗ vừa xuống dốc cầu ông Thịnh, dốc cầu ông Chuồn đi xuống, nếu mà ở bên Đông Thạnh đi qua thì vừa xuống nó có cái đường đan quẹo vô tay phải. Khu vực đây là bà con thiếu nước rất là nghiêm trọng luôn. Đây chẳng hạn như những cô này nè, giờ cái cô nãy ra khóc thì nó rất là thấy thương. Và Phú sẽ đi vào bên đây chứng minh cho cô chú chị xem một điều là bà con sử dụng nước mặn. Đây những cái giọt nước hồi nãy chia ra bà con chưa dám xách về luôn nè cô chú chị. Còn đợi một chiếc nước. Dạ được rồi. Giờ cô cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mình đi ra rồi cô vẫn dối theo nói là giờ cảm ơn Mạnh Quân cô chú anh chị. Mình sẽ đi vào bên trong để quay những cái lu nước mặn cho cô chú anh chị xem. Thì nói bây giờ cô chú anh chị đừng cười. Từ đây thì Phú cũng có đau bụng đó, đi nhờ. Vô trời ơi nếm thử nó mặn lè luôn cô chú anh chị. Đây những cái lu nước này nè, anh nghĩ nó là nước nước ngọt. Rồi em nếm thử đi. Đây là nước mặn ha anh. Nước mặn em nếm thử đi. Bị nãy anh có thử rồi. Trời ơi một miếng thôi, thôi thôi. Sao? Cảm giác sao? Mặn chát luôn. Đó. Bà con bây giờ xài nước này trong veo luôn cô chú chị, nhưng mà ở dưới là nó có đống bận nè. Mà cái này là nước mặn chứ không phải nước ngọt. Nước mặn. Đó những cái lu nước này là nước mặn. Em thấy trong quá luôn nè mà nước mặn. Rồi những cái lu nước mặn này á là cô vô trong mát đứng ngon đi. Là rửa chén giặt đồ rồi là cô xài nước mặn không? Rít xịt luôn á. Trời ơi. Có nước gì? Xối lượng miếng vậy làm cho nó đỡ vậy thôi. Từ hôm về vậy đó. Khổ quá trời quá cô chú chị. Nước mặn nó rất là khó chịu luôn á. Thì khó chịu. Dạ. Nó lăn quăng nước mặn nước ngọt nữa nè. Trời ơi. Là mấy tháng nay vậy? Dạ, cho mấy tháng nay rồi xài nước vậy không á hả? Trời ơi, nó dính xịt luôn, con thò con ấy vô miếng cái tay con dính xịt à. Giặt cái đó cái giờ xả lại miếng. Rồi con nếm thử luôn, con mới biết đó là nước mặn luôn á. Dạ, trời ơi, tội nghiệp quá cô chú chị. Bây giờ các đoàn xe của nghĩa tình của cô chú anh chị ở xa đó, mình vô cái đường nãy là em có quay ngoài đó cô chú chị. Thì khi mà anh em phát xong nghỉ trưa đó, thì gặp cái đoàn của chị ở Phú Lâm xuống. Dạ chị, cho em hỏi chị tên gì? Tên Yến. Tên Yến hả? Rồi
coi kênh của anh em rồi thấy bà con ở dưới đây là thiếu nước. Tại giờ gia đình mình là đem xuống đây nước hỗ trợ cho bà con. À, bữa nay là mình xuống bao nhiêu thùng vậy? 400 thùng á. 400. Thằng mình 400 thùng. 1.000 thùng lận á anh. Là hiện tại giờ là mình đi xuống trước là bao nhiêu thùng? Trước 400. 400. Dạ. À, có bà đi trưa nắng rồi bà cũng đi cực quá trời luôn nè. Bây giờ là mình cho nước mình lấy bình lại chị. Dạ, lấy bình lại bên cho người ta. Cái dạ. Nước rồi bắt đầu mình đem xuống tiếp. Mới là lấy thêm 600 bình nữa. Bây giờ mai mốt á là đổi bình. À, đổi bình cho nó nhanh hơn. Dạ. Nhưng mà điều cái là đổi bình là nó hơi bị thiếu. Thiếu bình chỉ như dạ, thiếu. Thiếu rồi đó. Dạ dạ thiếu. Đổi bình nó phải thiếu. Dạ. Bây giờ mấy anh em bây giờ mà trưa nắng mà đem mà tháo những cái bình đó ra cũng cực khổ dữ lắm à. Dạ. Bà muốn đi xuống trực tiếp để bà coi ha. Dạ. Dạ. Ở là kiến có biết tôi là bà năm nay 84 tuổi rồi bà khỏe quá. Dạ. Thì bà đi làm từ thiện thì từ qua cũng chúc bà sức khỏe dồi dào hơn nữa ha. Để có những năm sau có đi làm từ thiện hỗ trợ cho bà con thêm được nhiều điều gì làm hả bà ha. Nếu mà đi ở đây cho nhiều á cái mình đi về Bình Đại. À, thằng này nó nói đi Bình Đại đáng lẽ chuyến này là đi Bình Đại giờ không biết nó liên hệ sao nói ở đây xuống đây. Chứ tính là bữa nay là đi Bình Đại giúp cô bác ở dưới. Dạ hiện tại bây giờ nó thiếu nước tùm lum ở trên Bình Phước nó cũng thiếu nữa. Dạ. Dạ, thấy thương quá trời cô chú anh chị giữa trưa nắng mà bà cụ lắm rồi mấy tuổi rồi đi theo đoàn để xuống xem bà con. Dạ con cũng cảm ơn bà, chúc bà sức khỏe. Dạ. Dạ dạ. Tôi cũng có thì ở đây bây giờ trưa nắng đoàn xuống cho nước giờ cô chú anh chị ở đây cũng ra nhiều lắm nè cô chú anh chị. Ô, gặp lại nó. Ồ, ở đây là đầu tư ba cái quặng. Để trước mình sao mình? Nắng về khui cực không chú? Nắng về khui cực không? Chưa. Lên cái xe tải là nó hồng dữ ha. Chào cô. Ủa hồi nãy dưới đó lấy hàng thùng hả? Hai thùng hả? Bữa nay tè nó nhiều lắm. Để xe chạy. Rồi. Này uống à, nước uống á. Hồi nãy khô rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Lắc cho hai mình nữa được không? Phải được bình. Bây giờ mồi bình cũng được nữa. Đau tay không chú? Đau tay không? Không. Rồi chạy đi. Xuống thấy bà con vậy là làm không có đau tay ha. Dạ. Ồ mấy bình nước giếng mà cái miệng dài như vậy là chút ra nó dễ. Nhỏ nó lâu nó dạ. Này là nước nước khoáng, nước uống á, nước suối đó. Dạ 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 dạ. Con cũng mới phát xong mấy trăm bình. Của công ty nó làm á, nó sẵn sàng nước ra mình mua mình cho bà con. Rồi hồi nãy lấy nước mà có cự lộn nữa hả? Đây thôi đừng cho chảy quá ngoài. Ủa tay nào mà thọt vô cái lỗ đó được. Ừ, bỏ miếng đi chứ giờ sao thọt đi đợi như nhỏ đâu nhỏ. Rồi cái đừng cái chỗ kia cho ba thùng gặp bà nội kia nữa. Đây. Giờ xin đi. Của ai lấy thì mình lấy, mình chắc cái nữa. Hồi nãy cái điểm dưới là con phát á chứ ai. Bây giờ cũng nhân dịp cái đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cũng nhân đoàn chị Yến xuống đó rồi mình cũng đi với lại 45 thành phố Hồ Chí Minh. Tâm 78 với lại kết nối yêu thương hả?
yêu thương TV. Giờ của này là bên Thường Quân của bên Tâm 78 yêu thương TV cũng quay xíu là cho quý vị xem. Ở hiện tại thì rất là nhiều đoàn để đi xuống đây hỗ trợ cho bà con, cô chú anh chị. Giờ clip chia sẻ tới đây cũng kết thúc, cũng xin gọi là chào tạm biệt quý vị anh chị, hẹn với quý vị anh chị vào clip sau.